Đây, Thanh Nhàn Group Blog, chào cả nhà nữa cả nhà. Hôm nay Thanh Nhàn có một số bạn yêu cầu mình làm thử nướng thịt thịt bò đó. Hôm nay Thanh Nhàn thử thách nướng một tiếp nha, quen thuộc nhưng mà nó cũng hơi mới mới xíu. Nay nướng thử thịt bò nha cả nhà. Đây, mà chip CPU máy thì nay mình đổi cái dòng này cho nó nóng hơn thử. Cái thứ hai nữa là dĩa thịt bò nhỏ nhỏ, một chai nước và một vài cọng leo. Để anh thử, không biết dám ăn không thì chưa biết. Sao nó hơi to to. Rồi, anh nhẹ mở máy. Thì nó cũng tá liền nghe cả nhà. Này quạt CPU chỗ tay Thanh Nhàn nè, nó vẫn quay. Nè, Thanh Nhàn cái mời cả nhà theo dõi nha. Này một thử thách vui vui thôi. Thanh Nhàn mình thêm một miếng dầu nữa cái này. Nay mình nghiên cứu mình làm nó hiệu quả hơn đó cái nhà. Này cái nhà thấy nó sôi phè xèo 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 lên luôn. Nay nghiên cứu cái dòng máy nó mạnh hơn. Dòng AMD này nó rất là nóng. Thịt chín mà nó sôi 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 luôn đó cái nhà. Nay xem sẽ thấy đặc biệt hơn. Thịt cái này thấy dơ chứ. Cái này nó chá chứ nó dơ dữ lắm cái nhà. Rất này. Này nó chá gì đó, chứ này chùi sạch. Nè, hai cái nhà sẽ thấy nó từ nó bốc khói nè cả nhà. Nè, khói nè cả nhà. Đó, nước sôi 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 lên đó. Này thực nghiệm là thấy nó hiệu quả hơn. Chip này thì khung này Thanh Nhàn chùi rất là sạch luôn á. Có một số bạn nói nó không đảm bảo vệ sinh thì nó cũng đúng chứ không có gì hết. Này mình chỉ thử thách vui thôi. Chứ hàng ngày ăn vậy là bệnh à. Là chín cả nhà. Đây mình có thêm miếng dầu. Mai tắt mai. Để động lại. Đó, cả nhà thấy không? Nó quéo quéo. Nhiều nghe đồn nhiều cái quá, nhà anh nhà muốn thử hết cho biết. Cái nhà muốn thử cái gì nhà nhà comment làm thử. Đúng có nhiều cái đồn nó sôi sôi chín là có đó cái nhà. Có nhiều dòng máy máy này nó nóng hơn gấp máy kia mấy lần á, nó chất lượng hơn. Bữa Thanh Nhàn thử chưa tới. Có một người quen trong nhà nó nói nướng thịt bữa sao mà đủ ăn, nay nướng này cấp tốc rồi cả nhà. Anh nhà phải chỉ dụi ba nước chảy ra đó, cái khăn này sập như thế này. Nay thử nướng một dĩa luôn mà chắc cũng lẹ đó cả nhà, với thịt bò nó cũng dễ hơn chín rồi cả nhà. Chào cái tay thầy Dương.
nhà làm chủ yếu cho cả nhà biết hiểu xem tặng mắt với nó thực tế cho vui thôi, chứ không phải là mình đâu có kênh đâu có làm ăn uống. Nó cái nhà sao xèo. Còn theo mình chùi chip này kia thì mình dám ăn cả nhà. Cơm đó dơ thì không dơ mà sạch sẽ đảm bảo là không đảm bảo. Phải chùi vòng vòng kỹ đại điện, nhưng mà mình không có thử theo mọi hình thức nha cả nhà. Nhiều khi mình chiên thì hãy làm, còn không chiên nguy hiểm và khi điện nó chạm chậm. Gò thì cái nhà biết là nó tái đây được này. Nhà nướng lán nướng nó còn dễ đập vò luôn cái nhà, lán được giỏi. Rồi ăn thôi thì hơi thử như thanh nhà thử cho. Này quạt bên đây dẫn với chạy này cái nhà, hai góc trái mình thành dẫn chạy. Càng làm có kinh nghiệm á, càng làm nó hiệu quả hơn. Này là thực tế thật 100% nha cả nhà. Lấy khăn sạch chấm cho nó khô nước này thử. Rồi đang nướng tiếp đó cả nhà. Cả nhà không nên bắt chước làm theo nha, nó nhiều khi nó cũng phá linh kiện, chảy nó xuống hư linh kiện. Nhà là thợ nên thanh nhà muốn thử cho biết. Này nướng nó khác đó cả nhà, có bốc khói đó. Dòng AMD này chip này nè. Nên dòng ASUS mà AMD nó nóng hơn, chip nó nóng hơn. Nhà đây anh em thanh nhà thấy bốc khói nhiều rồi.
vừa nướng vừa chấm. Rồi gần hết dĩa thịt bò rồi đó cả nhà, nó được xíu còn chừng miếng hai miếng nữa nhằn nướng hết luôn, còn ăn thì chưa biết dám hay không. Cái góc này là sạch nha cả nhà, tại sao nhìn thấy nó bẩn bẩn chết xét. Rồi sắp hết dĩa rồi cả nhà, được nó nướng hết rồi đó nha. Dĩa xong. Nhà vẫn thấy có khói nhiều nhiều như thế này, chứ không như giống cái men hôm trước trong độ nóng dữ quá. Chín nha cả nhà. Không còn thịt bò tái rồi này kia thì nướng này nhà nó chắc chín hết 99% nha cả nhà, không sao đâu. Được thực nghiệm này thì mình lấy thịt tế mình nấu nha cả nhà. Này mình nghĩ là chín hết là đảm bảo đó. Còn này nó bọn bọn là nước thịt chứ không phải là nó dơ vậy. Nướng thì bọn bọn nước thịt nó bọn ra. Đó, chín là hết xong nha cả nhà. Còn bây giờ mình phân gian không biết nên ăn không ăn thì nhiều có một cái bạn đấy không, nó không đảm bảo vệ sinh. Còn mình nghĩ thì theo mình thì 80-90% là ổn chứ không có thế nào. Thôi lỡ rồi thì mình thử một vài miếng đi cả nhà. Đang chín hết nè, giờ mình tái lại mấy cái miếng chín đầu tiên là mình nhúng cho nó nóng rồi mình ăn một vài miếng nha cả nhà. Thực hiện vui dễ chết trong mùa Covid. Rồi qua đây thì mình chúc cả nhà nhiều sức khỏe, an toàn, an lành, bình an trong mùa dịch. Thì mong cho dịch sẽ qua, cho cả nhà mình an lành, công việc ổn định, khắp đất nước thế giới đều an lành hết. Thôi mình cũng mẹo phép rồi mình không quay, nhưng mà mình vẫn sao ta, ăn thử luôn cả nhà ơi. Mình danh nói tâm danh dự thôi chứ chụm em mời cả nhà. Không quay thì cũng kỳ, mà quay nó kỳ hơn. Thôi quay kỳ hơn luôn đi.
Rồi, mình mạn phép nha, mình thử miếng này thứ hai à. Không nhả đâu cả nhà. Này, thử. Rồi, kết thúc video, tên nhàn xin cảm ơn cả nhà. Chúc cả nhà nhiều sức khỏe.